could be us. So back to what I was saying. Could, be us. Ngày cuối đời của Châu Hải Mi, kiệt quệ phải tử thở oxy tại nhà, xót xa hơn là vừa sinh nhật tuần trước. Theo HK01, vào đêm trước khi Châu Hải Mi qua đời, tình trạng khó thở của cô trở nên trầm trọng hơn. Vào tối ngày 12 tháng 12, phòng làm việc của Châu Hải Mi thông báo nữ diễn viên đã mãi mãi ra đi vào ngày 11 tháng 12 do bệnh tật, hưởng thọ 57 tuổi. Thông tin nàng Chu Trí Nhược đột ngột qua đời lập tức trở thành tâm điểm chú ý khắp các trang tin hoa ngữ và mạng xã hội, khiến cả làng giải trí hoa ngữ chấn động. Mới đây, trang HK01 đã tiết lộ tình trạng những ngày cuối đời của Châu Hải Mi. Theo một đồng nghiệp của nữ diễn viên, suốt tuần qua cô cảm thấy không khỏe. Châu Hải Mi có triệu chứng ho, khó thở và phải tử thở oxy tại nhà. Vào đêm trước khi Châu Hải Mi qua đời, tình trạng khó thở của cô trở nên trầm trọng hơn. Thật không may khi được phát hiện cô đã rơi vào tình trạng nguy kịch và không thể qua khỏi. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 12, Châu Hải Mi được trợ lý phát hiện bất tỉnh trên mặt đất tại nhà. Sau đó, nữ diễn viên được chuyển khẩn cấp đến một bệnh viện ở Bắc Kinh vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 12. Khi đến bệnh viện, toàn thân cô cứng đờ, trên người có nhiều đốm đỏ, đồng tử giãn ra, kết mặt xuất huyết không có nhịp tim, ngừng thở. Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải Mi trước khi qua đời là tại chương trình tuyên truyền bảo vệ gấu trúc ở Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 11. Vào ngày 8 tháng 12, nữ diễn viên cũng đăng ảnh kỷ niệm đóng hai phiên bản ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1994 và 2019. Xót xa hơn, Châu Hải Mi vừa đón sinh nhật tuổi 57 vào hôm 6 tháng 12 được biết Châu Hải My mắc bệnh mãn tính lupus ban đỏ từ năm 1999, thường xuyên bị suy giảm tiểu cầu. căn bệnh này không thể chữa khỏi và phải dùng thuốc điều trị suốt đời. Nữ diễn viên cũng vì bệnh tật mà từ bỏ việc sinh con. Cô phải giảm thời gian làm việc để tránh bệnh tình trở nặng.